Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với Katie Food Stories. Hôm nay Katie làm video này để chia sẻ với các bạn là chi phí sinh hoạt hàng tháng ở Nam Cali năm 2023 là bao nhiêu một tháng. Thì có rất là nhiều bạn nhắn tin, rất rất nhiều luôn các bạn, là các bạn ấy hỏi mình là nên dọn về Cali sống hay là nên đi Texas hay đi Florida. Katie thì không có thể nào cho lời khuyên gì nhiều hết, là bởi vì tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình. Thì chị sẽ chia sẻ hôm nay là từ 2020, tức là 3 năm trước, gần 3 năm trước khi chị có làm một cái video chia sẻ chi phí sinh hoạt hàng tháng ở Nam Cali. Lúc đó là cái giá nó khác các bạn, và bây giờ cái giá nó cũng sẽ khác. Sau 3 năm mà các bạn biết không, thì chi phí sinh hoạt hàng tháng nó tăng lên rất là cao. Thì sẵn này mình chia sẻ rồi bạn xem, bạn quyết định bạn có nên dọn về đây sống hay là sống ở đâu. Chị khi chị chia sẻ tình hình chung thì cuộc sống hiện tại ở Nam Cali. Nếu như nói Nam Cali thì cũng có nhiều thành phố lắm, tùy theo bạn sống ở thành phố nào. Ở thành phố Golden Grove nó sẽ khác với lại thành phố Westminster, Palm Valley, Huntington Beach, hay là Riverside cách đây 45 phút lái xe. Mỗi thành phố nó sẽ khác, và nó cũng sẽ khác ở Bắc Cali càng mắc hơn nữa nha các bạn. Thì mình tính tình hình chung tổng quát ở Nam Cali, ví dụ như là ở Westminster hay là ở vòng vòng ở khu này. Có nhiều bạn hỏi tại sao đang ở Texas mà dọn về Cali, tại vì lúc trước Katie ở Texas là 23 năm, sau đó mới dọn về Cali các bạn. Thì đi về Cali cũng được 7 năm rồi. Đa số người ta sẽ dọn từ Cali qua bên Texas hay qua Florida hay là đi những cái tiểu bang nào mà có đời sống khá là rẻ hơn, phải không ạ? Còn bên Cali đời sống thì rất là cao, nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa các bạn ơi, ai đưa mình đẩy. Mình nói giỡn thôi. Thật sự là công việc của đại ca, công ty người ta dời về ở bên Cali thì mình đi về Cali các bạn. Thì trước hết khi chị sẽ nói về vấn đề tiền nhà ở Nam Cali. Trung bình nếu như các bạn muốn dọn vào cái căn nhà mà không cần phải sửa thì ít nhất là 1,1 triệu, nhưng nếu mà bạn muốn mua rồi về bạn sửa thì ít nhất cũng phải 1 triệu, còn nếu mà dưới đó thì chắc là mình phải bỏ ra rất là nhiều tiền để sửa đó các bạn. Mỗi tháng của bạn khi mà bạn mua nhà thì trong đó là có tiền property tax, tức là tiền thuế đất và tiền HOA. Nếu như bạn ở trong cái khu mà phải trả tiền HOA á, là có phải trả chung nữa. Tức là khi mà mình mua nhà là mình phải nghĩ tới ba cái chi tiêu cho một cái nhà. Đầu tiên luôn là mình phải trả, đó là tiền nhà, tiền thuế nhà và tiền bảo hiểm cho nhà. Tùy theo cái tiền mà tiền lời, giống như tiền interest rate của bạn lúc mà bạn mua nhà là bao nhiêu nữa nha. Mình nói bình quân là 4,5% đi, thì ít nhất là bạn phải trả 30 năm thì mỗi tháng bạn trả khoảng chừng 6,5 ngàn. Tùy theo bạn ở đâu nữa nha, insurance tùy theo bạn ở khu nào, khu đó trộm cắp nhiều hay là yên tĩnh thì cái giá tiền nhà nó sẽ tăng hay giảm tùy theo khu mình ở. Mình chỉ nói bình quân là 6,5 ngàn một tháng, các bạn thấy khủng khiếp chưa? Nhưng nếu như bạn mới dọn qua Cali, không có muốn mua nhà mà muốn thuê apartment, mình thuê chung cư đi, thì hai phòng ngủ ở chung cư ít nhất là 3 ngàn. Khu ok chứ không phải là sang trọng gì lắm nha, là 3.000 đô. Nhưng mà nếu như bạn không muốn ở trong apartment, bạn muốn share phòng, ở Nam Cali là rất nhiều nơi cho share phòng, nhưng mà rất là đắt nha các bạn. Mình phải gọi là chụp giật kỹ lắm mình mới có chỗ vô mình thuê các bạn. Nếu như bạn thuê đi một phòng là khoảng 1.000 cho một người ở, còn bình quân hai người vô ở một phòng là có lối đi riêng á, là khoảng 1.200 cho hai người. Nhưng nếu mà bạn muốn ở khu mà sang tí thì ít nhất cũng phải là 1,5 ngàn cho hai người, còn nếu mà hai phòng là phải 2 ngàn mấy. Kế đến á, là tiền bảo hiểm sức khỏe, tại vì đại ca đi làm, hai vợ chồng với một đứa con, bảo hiểm sức khỏe là rất là đắt. Nếu như mình không đi làm nha là 1,5 ngàn một tháng, nhưng nếu như đi làm ở trong công ty thì công ty trả bớt cái phần bảo hiểm, cho nên là tụi mình chỉ đóng 450 cho một tháng thôi. Tiền xe mỗi tháng mình chỉ thí dụ nha, ví dụ như bạn đi xe sang Tesla đi 1.000 một tháng, nhưng mà tụi Katie không có đi xe Tesla, tụi Katie lái xe rất là bình dân và bình thường. Mỗi tháng mình nói trung bình mỗi tháng hai chiếc xe
mà để mà mình trả hàng tháng là 750. Đó. Còn nếu mà mình đã trả off rồi thì mình không cần lo về vấn đề đó nữa. Nhưng mà đa số các bạn biết không, ở bên Mỹ nha, mình đang chia sẻ để cho bạn nào mà không có ở Mỹ cũng sẽ hiểu. Ở bên Mỹ đa số là người ta mua trả góp xe, từ xe tới điện thoại tới nhà luôn các bạn. Cái nào trả góp được thì sẽ trả góp, chứ không muốn bỏ một số tiền quá lớn để mà mua. Cái số tiền đó mình có thể để dành để mà làm những cái công chuyện khác đó các bạn. Khi mua nhà mình phải tốn tiền cắt cỏ nữa các bạn. Thì tiền cắt cỏ mỗi tháng là 100 đô. Các bạn sẽ hỏi, ồ tại sao mình không mua máy gì mình cắt cỏ? Thật sự là không có đủ thời gian, với lại để dành cái thời gian đó mình làm những cái công việc khác các bạn. Đi làm quá mệt mỏi rồi, bây giờ còn về còn phải cắt cỏ hàng tuần nữa. Cái này là tụi mình cắt hàng tuần nha, tại vì người cắt cỏ không có chịu cắt mỗi 2 tuần mà là mỗi tuần phải tới cắt. Thì một tháng như vậy là 100 đô. Nếu mà bạn muốn tiết kiệm thì bạn có thể mua cái máy cắt cỏ về cắt, nhưng mà theo khi tôi nghĩ là mình đã quá mệt mỏi rồi, trong cuộc sống mình đã có quá nhiều công việc rồi, thì mình nên để cái công việc này giúp những người mà người ta có nhu cầu, giống như những gia đình mà người ta còn có công ăn việc làm, cắt cỏ giúp mình thúc đẩy kinh tế bằng cách mình giúp người khác nữa các bạn. Mình xài tiền cũng là một cách mình thúc đẩy kinh tế, mà xài tiền đó đối với KT thì cũng là tùy lúc. Như cắt cỏ là mình cảm thấy là nên thuê người khác cắt các bạn, bởi vì công việc quá nhiều rồi, đuối sức lắm. Cho nên nếu mà mình bỏ tiền ra mình tốn 100 đô mà mình còn cái sức khỏe của mình á, mình nên giữ cái sức khỏe của mình để mình làm công chuyện khác. Còn nếu như bạn nào có đủ sức khỏe thì các bạn có thể tự cắt cỏ thì đỡ tốn cái phần này, nhưng mà mình phải tốn cái phần thiết bị, máy móc mình mua về ha, và thời gian của mình nữa. Ở nhà thì mình phải tốn tiền gas. Các bạn nếu mà ở Nam Cali rồi, mình biết Bắc Cali có bị không, nhưng mà ở Nam Cali tự nhiên tháng vừa rồi tăng vọt luôn một cái đùng luôn các bạn. Bình thường tụi mình trả tiền gas khoảng chừng 100 đô à, tự nhiên tháng vừa rồi trả tới 450 đô tiền gas các bạn, khủng khiếp dễ sợ, tăng lên một cách là quá bất ngờ luôn, ai cũng rên luôn các bạn. Nó 450 đô cho một tháng khủng khiếp luôn. Mà nhà mình rất là nhỏ, nó không có to các bạn, có ngàn mấy square feet thôi. Nhưng nếu như bạn share phòng thì chủ nhà đã gánh cái tiền nhà, tiền ga cho bạn rồi, thì bạn đỡ tốn chi phí tiền đó. Tiền điện cũng tăng vọt luôn. Bình thường tụi khi thì cũng xài khoảng trăm mấy một tháng tiền điện, tự nhiên tháng vừa rồi cũng tăng lên 280 tiền điện các bạn. Ở apartment, ở chung cư chắc mình nghĩ là cũng tương tự như vậy. Nhưng nếu như bạn share phòng thì các bạn biết là share phòng thì mình sẽ đỡ hơn. À, tại vì chủ nhà đã cover, chủ nhà đã trả cho mình tiền điện và tiền ga rồi thì đỡ tốn tiền đó. Mình quên nói một vụ nữa, nếu như bạn mới qua đây mà bạn không muốn mua nhà, bạn có thể thuê nha, mà tiền thuê nhà cũng cao lắm, cao ngang ngửa. Thí dụ như bây giờ mình mua nhà mình trả 6.500 một tháng, nhưng thuê nhà là 5.000, 5.000 cho 3 phòng ngủ 2 phòng tắm là 5.000 đô, trung bình là như vậy, tùy theo khu nha các bạn. Điện thoại giống như mình nói lúc nãy, tiền điện thoại hàng tháng, gia đình của Katie là có 4 người, tại vì Katie trả tiền điện thoại cho ba mẹ luôn. Các bạn biết rồi, tiền mua điện thoại và cái tiền mà mình trả hàng tháng các bạn cũng cao nha, 200 mấy một tháng. Là biết tại sao không? Tại vì Katie có tới 4 cái điện thoại lận, mà điện thoại nào mình mua lúc đó cũng loại mới ra hết trơn á. Sau đó là mình trả thêm mình mỗi tháng một cái điện thoại là 40-50 đô, tùy theo mình mua cái nào ha. Thì cho nên là sau khi cộng hết lại là 200, mình nhớ không lầm là 220, tùy theo mình xài, mỗi có khi lên 250 luôn các bạn, tùy theo mình xài, mình có gọi ở đâu, thí dụ như mình đi về Việt Nam hay mình đi du lịch những nơi khác mình cũng sẽ tăng, là bởi vì mình phải trả thêm phí tiền internet trong nhà. Tiền internet trong nhà là có cable internet rồi đó, là 99 đô một tháng, ở đâu cũng phải đóng cái tiền đó, trừ khi bạn ở bằng xe phòng. Nhưng mà nếu bạn ở chung cư bạn phải cũng phải đóng tiền đó nếu bạn muốn có internet. Còn nếu mà share phòng thì chủ nhà thường thường sẽ cho các bạn wifi, thì các bạn đỡ tốn tiền phần đó. Tiền đồ ăn đi chợ đỡ các bạn, thì tùy theo mỗi gia đình. Gia đình của Katie nếu mà bạn thấy rồi, tại vì mình quay về ăn uống nhiều, mình đi ăn ở ngoài rất là nhiều, và mình ăn mình mua đồ về mình ăn cũng gọi là ăn thoải mái á các bạn, cho nên nó cũng hơi tốn phí. Nếu như mình ăn uống tiết kiệm lại thì mình nghĩ một tháng 1.500 ok. Tiền học của Jayden á các bạn biết không, thí dụ như mình có con mình cho con đi
đi học thêm. Học thêm là gì? Thí dụ như học bơi, học đàn, học võ, học vẽ, những cái học đó tốn rất là nhiều tiền. Đối với Kitty, mình có một đứa con rồi cho nên là có bao nhiêu tâm huyết mình dồn vô cho gia đình. Ảnh thích học cái gì là mình sẽ đưa ảnh đi học các bạn. Ảnh đòi học dữ lắm, ảnh thích học hockey ha, ảnh thích học golf, ảnh thích đủ thứ, nhưng mà mình chưa có đủ năng lượng, nói chung là mình không có đủ sức để mà chở ảnh đi nhiều nơi mà học dạy á. Chứ mà thật ra khi chê địch cái tánh ảnh rất là hiếu học, thì mỗi tháng bình quân á, là khoảng 1.000 đồng tiền học cho gia đình. Hồi trước là 1.000 mấy lận, nhưng mà thời gian gần đây mình cắt bớt những cái lớp, tại vì mình bệnh rồi ảnh bệnh nữa, gia đình là bệnh triền miên từ tháng 12 tới bây giờ. À, gia đình bệnh xong rồi tới khi thi, cho nên là mình đã giảm bớt lại, bây giờ mỗi tháng chi phí chỉ có 1.000 thôi các bạn. Thì ở đâu, ở chung cư hay là ở xe phòng hay là ở nhà gì cũng phải tốn cái tiền đó hết đó. Nhưng mà nếu như bạn không muốn cho con mình đi học như vậy thì cũng được, thì mình đỡ cái tiền chi phí này. Katie chỉ chia sẻ chung chung lại nha các bạn, để cho các bạn để thấy thật sự là học ở đây thì sẽ tốn bao nhiêu. Ví dụ giờ học bơi đi, một tháng cũng tốn trăm mấy, học đàn cũng 200, rồi học võ, học những thứ cứ chút chút lại cộng lại tốn rất là nhiều tiền. Tiền membership cho gia đình, mình có con nhỏ bên này tốn rất là nhiều tiền các bạn biết không? Nè, membership zoo, sở thú San Diego đâu có rẻ. Membership Knott's Berry Farm, membership museum, membership aquarium, ở đâu cũng có membership hết các bạn ơi. Tới nỗi mà trampoline nhảy sky zone gì ảnh cũng có. Nói chung là ảnh ở đâu ảnh cũng muốn đi hết trơn á, thì ở đâu mà mình thấy ảnh thích mà mình đi được thì mình đóng membership cho ảnh, tốn rất là nhiều. Bây giờ mình nói sơ sơ thôi, membership đi Knott's Berry Farm gia đình thôi là 500 mấy đó các bạn, tùy theo bạn chọn cái nào, chọn có mua có parking hay không đó. Tất cả những cái membership đó mình nói chung chung lại nha, một tháng cũng khoảng trăm trăm mấy đi đó, mình nói chung chung lại thôi. Còn nếu mà mình không có nhu cầu hay là mình có thể đưa con mình đi tới những chỗ free miễn phí cũng được, nhưng mà tại vì cái chị thấy thôi, mình đi làm mình bù đắp được cho con, ví dụ như con mình thích mà mình có khả năng thì mình sẽ làm như vậy. Video này không có ý khoe khoang hay là gì nha các bạn, tại vì có nhiều người hỏi quá thì cái chia sẻ chung chung cho các bạn biết chi phí nó tăng lên rất là nhiều và cái tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình nha các bạn. Nếu mà có nhà thì không thể nào thiếu tiền rác và tiền nước, đúng không ạ? Tiền sewage nữa, tức là những cái tiền đó mình mà mua nhà mình phải trả. Thì tiền rác tiền nước thường thường 2 tháng là đóng một lần, mà một lần là đóng 150, thì bình quân một tháng là 75 đô. Các bạn thấy ghê chưa? Từ tiền cắt cỏ, tiền điện, tiền nước nó nhập lại rất là nhiều nha các bạn. Cái mình kể chi tiết ở đây cho các bạn xem rồi các bạn mới thấy tổng quát lại một tháng là tốn bao nhiêu tiền nha. Nhưng nếu như bạn thuê nhà thì tùy theo mình deal với lại chủ nhà là mình có đóng tiền đó hay không. Thường thường theo mình nghĩ là không có đóng, chủ nhà chỉ lấy một khoản tiền một tháng tiền nhà của bạn thôi, bạn không sẽ không có lo về vấn đề đó ha. Nhưng mà vấn đề cắt cỏ thì bạn phải lo nha. Nhưng mà tiền rác tiền nước thì mình không biết là các bạn có phải đóng không. Bạn nào mà thuê nhà thì chia sẻ với Katie với nha. Còn nếu như mà bạn share phòng thì dĩ nhiên bạn sẽ không có đóng tiền rác và tiền nước. Rồi chưa kể tiền đám cưới, tiền đám cưới mình đi đám cưới thôi noi đầy tháng, sinh nhật, lễ Christmas, lễ Noel đó các bạn, Tết, rồi lễ Thanksgiving, Mother's Day, những cái tiền lặt vặt đó hàng tháng rất là nhiều nha các bạn. Mình bình quân mình gộp lại hết, mình nói giá thấp nhất là 200 đô một tháng, bạn phải để dành cho một năm là 2.400 để mà đi những cái tiệc đó đó, những cái chi phí đó đó, tiền vacation. Tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình. Tại vì Katie làm YouTube cho nên là Katie muốn đi đây đi đó chia sẻ với các bạn, thì mình phải có một cái khoản chi tiêu cho vacation nữa, giống như các bạn thấy rồi đó. Nếu như mà một mùa hè mình đi mấy nước như vậy, đi mấy nước châu Á như vậy, tiền chi phí ăn uống, khách sạn và vé máy bay này nọ đó cũng 20 mấy ngàn cho một cái chuyến đi như thế, chỉ có một thang máy thôi là 20 mấy ngàn, là ít nhất luôn á, là không phải là chưa có kể tiền mà cho hay là chưa kể tiền mua sắm nha, chỉ là tiền cho xài thôi là cũng 20 mấy ngàn. Thì mình phải có những cái chi phí đó mình sẽ bỏ qua một bên để mà
khi mà mình cần tới, mình đi vacation, mình đi nghỉ dưỡng thì mình có nó. Thì mỗi tháng mình phải để ra, mình để phải để dành ít nhất là 2.500 á các bạn, để mà đó là ít nhất nha. Mình nói còn nếu như bạn nào mà không có đi giống như Katie, mình chỉ đi bình thường, mình chỉ đi đi vòng vòng ở đây chơi, hay là mình đi nhưng mà mình xài tiết kiệm và mình đi chỉ có vài tuần thôi, thì có thể là cái con số nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà Katie là đối với Katie đi đi nhiều lần như vậy cho nên xài rất là nhiều. Bình quân mỗi tháng nếu mà gộp lại những cái này, một tháng ít nhất cũng khoảng 12 tới 13.000 đô nếu mà bạn có nhà, nếu mà bạn mua nhà. Nếu như bạn thuê chung cư hai phòng ngủ một phòng tắm, mà bình quân giá bèo nhất mà không đi chơi ha, không mua sắm gì nhiều, ăn uống thì ok, không phải là tiết kiệm lắm, thì mỗi tháng ít nhất bạn cũng phải tốn là 7.500, 7.000 cho tới 7.500. Còn nếu như bạn share phòng, thuê phòng một phòng ngủ thôi để mà ở, thì một tháng mình nghĩ là mà trả tiền xe, tiền nhà, tiền này nọ thì mình nghĩ cũng cỡ là 5.000 các bạn, chứ không có rẻ đâu đó. Trong khi đó bạn sẽ so sánh với Katie là ồ tại sao phải bỏ 5.000, 6.000 ở trong một cái garage như vậy, và tại sao không ở Texas. Texas 5.000 là ở rất là thoải mái, có một cái căn nhà nè đẹp to hơn bên Cali luôn các bạn ơi. Căn nhà bên Texas mà khoảng 300.000, 400.000 là ở bên Cali là cả triệu đô luôn đó. Nhưng mà so sánh gì cũng khó lắm các bạn, là bởi vì sao? Bởi vì ở bên Cali, thứ nhất là khí hậu thời tiết ở bên Cali lúc nào nó cũng mát hay là nó ấm áp quanh năm. Chỉ có mùa này tự nhiên mình thấy nó lạnh vào buổi tối, nhưng ban ngày là sáu mấy độ hay là bảy mấy độ. Khí hậu quanh năm nó ấm áp như vậy, mát mẻ giống như Đà Lạt vậy đó. Quanh năm mát mẻ, quanh năm ít khi khi nào nóng, nó có nhưng mà rất là hiếm ha. Cho nên là nhiều người người ta thích về Cali, người ta sinh sống các bạn, và công ăn việc làm ở đây cũng tương đối dễ. Mình thí dụ nha, bạn nào mà qua Cali mà bạn chưa có công ăn việc làm, bạn có thể làm nail, nhưng mà nail thì cầm bằng, nhưng mà nail á rất là nhiều người cần. Bạn có bằng nail là bạn giỏi rồi đó, là bạn có thể là đi làm nail ha. Công việc thứ hai mà mình thấy người ta cần rất là nhiều đó là server, tức là mình gọi là phục vụ bàn trong nhà hàng nữa các bạn. Cái đó là người ta cần nhiều lắm, mà một ngày làm cũng nhiều lắm nha các bạn. Ví dụ như làm cho nhà hàng Hàn Quốc, hôm bữa mình đi ăn đi, một ngày một buổi người ta làm là 400-500 đô là chuyện bình thường á các bạn. Thấy 400-500 đô đâu có phải dễ tìm đâu, nhưng mà người ta chạy bàn và người ta phục vụ cái đó, mình thấy ở bên đây dễ kiếm việc làm. Giống như lúc mà Katie mới qua đây mình bị sốc về cuộc sống các bạn, nhà cửa sao mắc quá, nghe cái gì cũng, lúc đó mình qua là 500-600 ngàn đô, 500-600 ngàn đô một căn nhà là mình thấy tim mình muốn đập thình thình thịch rồi. Tại bên cái bên Texas nhà có 300-400 ngàn đô mà giống như một cái biệt thự đẹp rồi, qua đây mấy cái căn nhà lụp xụp nhỏ hả, vô nó nhỏ xíu, nó thấp chủm mà toàn là 600 ngàn, 700 ngàn ha, rồi từ từ lên, từ từ cả triệu đô, rồi từ từ mình cũng quen với cái giá tiền đó các bạn, và từ từ cũng quen với cuộc sống bên này. Rồi mình nghiệm ra rằng ở Cali là mảnh đất mà rất nhiều người thích về đây, là bởi vì cái cuộc sống ở đây nó làm cho cái tinh thần người ta thoải mái, cái khí hậu của các bạn và cái cuộc sống các bạn thấy không. Ví dụ như bạn ở bên Texas, bạn đi vào cuối tuần thì bạn mới thấy nhộn nhịp, còn ngày thường bạn thấy không có nhộn nhịp không. Nhưng mà ở Cali, bạn đi ra bất kể là ngày nào và giờ nào, bạn cũng thấy nó nhộn nhịp hết á. Nó đông đúc và nó ồn ào, và đi vô nhà hàng bạn thấy nó nhộn nhịp, nó vui. Cái không khí nó quyết định tất cả các bạn, cái không khí của nhà hàng và cái không khí chung quanh mình á. Mình bệnh mấy ngày nay mình nằm ở nhà phải không, mình nhớ bô xa vô cùng, mình nhớ con đường, mình nhớ từng quán, từng vỉa hè, và mình nhớ bạn của mình vô cùng luôn đó. Cái không khí nó làm cho cái con người của mình nữa các bạn, nó thấy thoải mái và tinh thần nó sảng khoái hay không, cái không khí nó quyết định tất cả luôn các bạn. Nhà hàng nào cũng quá trời luôn, từ đủ đủ thứ món ăn hết. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều người người ta biết ở đây là vùng đất rất là đắt đỏ mà người ta vẫn thích sống, bởi vì những cái gì cái chi kể trên đó, và công ăn việc làm cũng dễ tìm nữa. Nói chung ở đâu cũng vậy các bạn. Người ta có câu câu tục ngữ hồi xưa mình nhớ là ăn theo thuở, ở theo thời, rồi liệu cơm gắp mắm, hay là đừng có bốc
ngắn cắn dài, tức là đại khái mình chia sẻ các bạn là sao, tùy theo cái nhu cầu của mỗi gia đình, nếu mình sống tiết kiệm và mình sống trong cái môi trường mà nó cho mình cái cơ hội công ăn việc làm thì mình sống được các bạn. Thì đối với Katie là lúc đầu mình chưa quen cuộc sống Cali, nhưng mà khi mà mình ở Cali một thời gian rồi mình về Texas, cái khí hậu nó nóng khủng khiếp luôn các bạn, nhưng mà mình chịu được. Nhưng mà sau khi mà mình ở bên Cali một thời gian, mình về Texas mình thấy đúng, ở Texas nóng thật, nhưng mà cái cuộc sống ở bên Texas nó dễ thở hơn. Nếu mà bạn nào á, mà ở bên Cali, sau đó ở thời gian mà mình có khả năng mình bán nhà rồi mình về bên Texas, mình thấy đa số là như vậy. Mua cái nhà trả óp, không cần lo về nhà cửa nữa. Nhưng mà bạn phải quen với cái cuộc sống ở bên đó lại. Đó là nó sẽ buồn, nó không có giống như Cali. Và rất là nóng. Thì bạn nào mà sợ nóng, chịu nóng không được thì sẽ khó ở bên Texas. Mình sợ nóng, mình thích lạnh hơn, mình sợ nóng, nhưng mà tại vì mình ở quen rồi. Nếu mà đưa cho mình cái trường hợp và mình phải về Texas mình ở, mình vẫn ở được các bạn. Tại vì đó là nơi mình sinh sống. Texas là quê hương thứ hai của Katie. Tại vì mình ở đó quá lâu, mình ở lâu hơn bên Việt Nam nữa mà, mình ở tới hai mấy năm nữa mà. Cho nên là mình quen, mình rất là yêu Texas. Nói chung là mình đi, nhưng mà cái lòng, cái tâm của mình rất là nhớ quê hương thứ hai của mình. Mình nhớ Texas như vậy đó. Rồi mình ở đây một thời gian, mình cảm thấy mình nhớ và mình thương Cali, yêu Cali luôn các bạn. Mỗi lần mình đi chơi xa vậy chứ mình nhớ nhà lắm. Có bạn chia sẻ Katie là ở trên San Francisco á, đời sống ở trên đó rất là cao luôn. Ở trên đó cao gấp rưỡi ở đây. Giống như nhà ở đây mà 1 triệu mốt, 1 triệu hai thì ở trên đó cũng ít nhất cũng phải 1 triệu bảy, 1 triệu tám. Mình nghe nói vậy đó. Rồi đời sống nói chung là ăn uống hay cái gì cũng đắt hết trơn đó các bạn. Mình đã đi lên trên vùng Bắc rồi, San Francisco mấy lần luôn rồi. Nhưng mà từ lúc Katie làm YouTube tới bây giờ, Katie chưa có dịp đi lên trên đó nữa. Hy vọng sẽ có một ngày nào đó mình lên trên đó, mình chia sẻ với các bạn, mình quay ăn uống, mình chia sẻ với các bạn. Và nếu như có ngày đó thì mình hy vọng mình sẽ tìm được thổ địa ở trên đó, cho Katie biết là đi đâu ăn gì trên đó. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Sắp tới đây á, có nhiều bạn yêu cầu Katie làm những cái video về, tại vì nhiều bạn mình bệnh mình nằm mà, có nhiều bạn hỏi Katie là chia sẻ về du lịch, ăn uống, cách book vé máy bay và cách book xe như thế nào khi tới Nam Cali, hay là đi du lịch tự túc tới Nam Cali như thế nào, hay du lịch tự túc ở Thái Lan hay Việt Nam gì đó. Thì những cái kinh nghiệm nào đó Katie đều muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ đặt câu hỏi dưới video giùm Katie để mình biết, mình khi mà mình làm đề tài mình biết những cái câu hỏi đó để mà mình trả lời. Còn thí dụ như bạn thích mình quay về những món ăn gì, bạn cứ để ý dưới, mình sẽ khỏe lên hẳn cái mình sẽ quay lại bếp mình chia sẻ với các bạn. Rồi mình sẽ chia sẻ mèo vặt trong nhà bếp, bạn thích mình chia sẻ những gì bạn cứ để dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể nha. Và video tới đây cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây. Mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thank you for watching. Nếu như thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT. Cái nút like nó có nhiều ý nghĩa lắm, nó cho mình nhiều động lực để chia sẻ với các anh chị em cô chú gần xa. Và cái nút subscribe nữa các bạn. Bạn nào mà bấm nút subscribe và nó nổi lên màu xám rồi thì đừng có bấm nữa. Nếu mà bạn đang có nút subscribe màu đỏ thì bạn bấm vào, nghĩa là bạn đang ủng hộ kênh của KT đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Đón mừng xuân mới, Teletron Atlanta kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội và khiêu vũ mừng xuân hoàn toàn miễn phí. Được tổ chức bên trong tiệm trong suốt 2 ngày, thứ bảy ngày 4 và chủ nhật ngày 5 tháng 3, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng: Thanh Lan, Hương Thủy, Hoài Tâm, Hồng Đào, Thiên Kim, Nguyễn Tiến Dũng, Phương Hồng Quế, Thiên Trang, Trúc Lam, Trúc Linh, Tuấn Quỳnh, Phương Hồng Thủy, Chế Phong, Thina Ngọc Lan, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giáng Ngọc, cùng ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại nhà chỉ 99 đồng, cao hồng sâm Hàn Quốc 6 tuổi một hộp 500g giá 100 sale 48 đồng, chảo không dính Made in Korea chỉ 6 đồng. Cùng với chương trình hoán đổi ghế massage hư cũ, sofa, bàn ăn nệm cũ từ 500, 700 cho đến 1.000 đô la để mua ghế massage mới làm tại Nhật, nệm cứng chống đau lưng cao cấp Lamborghini, bàn ăn sofa da 100% Made in Italy chỉ có tại Teletron. Đón mừng xuân mới, hãy cùng chung vui với Teletron và các ca nghệ sĩ trong chương trình nhạc hội và khiêu vũ vô cùng đặc sắc hoàn toàn miễn phí. Được tổ chức bên trong tiệm Teletron Atlanta trong suốt 2 ngày,
thứ bảy ngày 4 và chủ nhật ngày 5 tháng 3 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Teletron Atlanta 5600 Buford Highway, cạnh chợ Farmer, 770-546-8999. Trang nhà teletronusa.com. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.